Chiều hôm đó, Tô Mặc đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Đinh Cảnh Nguyên. Hắn chỉ gọi để báo rằng đã đến Ninh Thành an toàn. Anh đến nơi rồi, em đang làm gì đấy? Giọng Đinh Cảnh Nguyên dịu dàng. Đang ngủ, bị anh đánh thức dậy rồi. Tô Mặc trả lời lơ mơ, mắt vẫn nhắm chặt. Tối nay có thể anh không về được. Thật ra trong lòng Tô Mặc đang thầm mong hắn đừng về. Nhớ em lắm, bảo bối. Tô Mặc nghe tiếng Đinh Cảnh Nguyên hôn vào điện thoại, dường như hắn đang chờ đợi anh đáp lại, nhưng anh không nói gì. Ngủ tiếp đi. Gì thế này? Gọi điện chỉ để báo cáo với mình à? Cúp máy, Tô Mặc hoàn toàn tỉnh giấc. Thay vì ngồi dậy, anh nằm lì trong chăn, bật laptop lên xem phim. Anh chọn một bộ phim cao bồi cũ và xem mãi đến khi trời tối mịt. Khi đã mệt, anh gác laptop sang một bên, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Nếu Đinh Cảnh Nguyên thực sự là con trai của Đinh Khê Xuyên, thì chuyện mẹ hắn, Giang Tâm My, gửi những bằng chứng kia cho bà anh 5 năm trước, rồi gửi lại cho anh bây giờ cũng không khó hiểu. Bà ta ghét anh cũng là điều dễ hiểu. Thân phận của Đinh Cảnh Nguyên rất đặc biệt, giờ đây hắn mới được nhận lại họ tộc, chuyện thừa kế chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc dính líu với một người đàn ông như anh chắc chắn không có lợi cho hắn, huống chi trước đây anh từng đánh hắn đến mức vỡ đầu chảy máu. Mẹ hắn ghét anh lắm. Tô Mặc trở mình trong chăn, thở dài. Tại sao anh phải bận tâm mẹ hắn có ghét mình hay không chứ? Ghét thì ghét thôi, dù sao. Dù sao Đinh Cảnh Nguyên cũng thích anh. Nhưng hai người đàn ông có thể bên nhau lâu dài được không? Thân phận của Đinh Cảnh Nguyên. Nếu thực sự ở bên nhau, ba anh có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ. Anh vẫn còn oán hận Đinh Cảnh Nguyên vì đã từng làm tổn thương mình. Nếu lúc đó hắn cũng dịu dàng như bây giờ, có lẽ anh đã sớm đồng ý bên cạnh hắn rồi. Đúng là đồ biến thái. Tô Mặc đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh, phát hiện trên đó có một sợi tóc. Anh nhặt lên, đưa ra trước ánh đèn nhìn kỹ. Đó là tóc của Đinh Cảnh Nguyên. Tóc hắn ngắn hơn tóc anh. Chiếc gối này do chính tay hắn lấy từ tủ ra. Chỉ mới nằm 2 ngày mà gối đã ám mùi của hắn. Tô Mặc dịch người lại gần, định ngửi kỹ thì điện thoại reo lên. Cứ tưởng là Đinh Cảnh Nguyên gọi, ai ngờ lại là Lý Minh Hiên, người mà anh đã lâu không liên lạc. Tô Mặc do dự một chút, rồi nghe máy. Cứ tưởng cậu không nghe chứ. Giọng Lý Minh Hiên trầm xuống. Đang ngủ, tự nhiên gọi làm gì? Tô Mặc nói, chui ra khỏi chăn, dựa lưng vào thành giường. Lý Minh Hiên im lặng một lúc rồi hỏi, cậu nói trên quy quy. Cậu đã có chồng rồi, thật hả? Tô Mặc nhíu mày, ngẫm một lúc rồi nhớ ra, sáng nay Đinh Cảnh Nguyên nghịch máy tính của mình. Chồng, cái đồ không biết xấu hổ. Tô Mặc không nói gì, khiến Lý Minh Hiên tưởng anh ngầm thừa nhận, chỉ biết cười buồn. Lúc trước tôi hỏi cậu có phải trong lòng có người khác không, hóa ra cậu đã giấu tôi. Ừ, một lúc sau, Tô Mặc thừa nhận. Dù sao thì Lý Minh Hiên cũng đã biết, cứ thuận theo mà thừa nhận thôi. Lý Minh Hiên thở dài, tôi biết mà, có lẽ tôi sẽ sớm rời Tân Thành. Đi công tác à? Không, tôi sắp nghỉ việc rồi. Sao vậy? Công ty chỗ tôi đang bị một tập đoàn lớn đàm phán mua lại. Nghe nói giá cao lắm, mà nhân viên chắc sẽ không có kết cục tốt, nên tôi tính sớm tìm đường lui. Đinh Cảnh Nguyên. Mặc dù chuyện tập đoàn lớn mua lại công ty nhỏ là điều bình thường trong giới kinh doanh, nhưng Tô Mặc không khỏi liên tưởng đến việc này có liên quan đến Đinh Cảnh Nguyên. Hắn có thể làm chuyện điên rồ như thế chỉ vì Lý Minh Hiên từng theo đuổi anh sao? Không lẽ chỉ vì mình mà hắn ép người ta nghỉ việc? Lý Minh Hiên chỉ gọi để xác nhận anh đã có người yêu, giờ thì anh ta cũng có thể an lòng buông bỏ. Dù Lý Minh Hiên cũng là một người tốt, nhưng họ gặp nhau không đúng lúc, mọi chuyện đã quá muộn. Cúp máy, Tô Mặc ôm chăn ngồi lặng trên giường. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Đinh Cảnh Nguyên đúng là điên thật rồi. Số phận của anh đã định sẵn là sẽ bị hắn cuốn lấy cả đời. Căn phòng dần chìm vào bóng tối, Tô Mặc từ từ nằm xuống, úp mặt vào chiếc gối của Đinh Cảnh Nguyên, hít thở mùi hương quen thuộc đã in sâu trong lòng anh suốt bao năm qua. Sáng hôm sau, Đinh Cảnh Nguyên cùng cha trở về từ Ninh Thành. Con thấy chung như thế nào? Đinh Khê Xuyên nghiêng người, khẽ vỗ lên mu bàn tay con trai và hỏi. Ông trông già hơn nhiều, đặc biệt là sau khi anh trai Đinh Cảnh Nguyên qua đời. Những nét nhăn hàng sâu trên gương mặt càng lộ rõ hơn khi ông ngồi bên cạnh vợ là Giang Tâm My, người trông trẻ trung hơn nhiều. Đinh Cảnh Nguyên chưa kịp trả lời thì Giang Tâm My đã quay sang con trai, mỉm cười. Mẹ thấy chung gì rất ổn, vừa đẹp lại vừa tài giỏi. Cô ấy không phải cô của con. Đinh Cảnh Nguyên đáp, mắt hướng thẳng về phía mẹ. Vậy con thích kiểu người như thế nào? Đinh Khê Xuyên tiếp lời hỏi. Cô ấy nói không biết nấu ăn, cũng không biết làm việc nhà. Đinh Khê Xuyên cười, mẹ con cũng không biết làm mấy chuyện đó đâu. Người phụ nữ của con phải là người có thể nấu cơm, lo toàn việc nhà, mang lại cảm giác ấm áp. Ở bên cạnh cô ấy, con mới cảm thấy có gia đình, có một nơi để quay về. Đinh Cảnh Nguyên nhìn ra cửa sổ, nói rất nghiêm túc. Nghe đến đây, Giang Tâm My im lặng. Những gì con trai mong muốn,
chính là những điều từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng có. Thôi được, chuyện này con tự quyết định. Ba chỉ muốn nhắc con rằng con cũng đã lớn rồi, nên suy nghĩ về chuyện lập gia đình. Cưới vợ sớm, sinh con sớm, nhớ sinh nhiều vào. Đừng để như ông, đến cuối đời chỉ còn lại một đứa con trai. Con làm ở nhà máy số 2 cũng đã nửa năm rồi, tình hình công ty sau khi sáp nhập chắc con nắm rõ chứ. Đinh Khê Xuyên cảm thấy Giang Tâm Mi nói đúng, cần phải đưa Đinh Cảnh Nguyên về gần mình, chỉ bảo trong vài năm nữa trước khi ông nghỉ hưu. Sức khỏe ngày càng yếu, ông cũng đã đến lúc nên an dưỡng tuổi già. Cả đời bận rộn với sự nghiệp, hy sinh chuyện tình cảm và hôn nhân, cuối cùng là kết hôn với người không yêu, một cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ bọc. Giờ ông đã già, cần phải nghỉ ngơi. Về cơ bản mọi thứ đã ổn định, nhưng vẫn còn vài vấn đề tồn động cần thay đổi từ từ. Vậy con quay về đi, chọn một trong hai phó giám đốc hiện tại, giao lại công việc ở đó cho họ. Giọng của Đinh Khê Xuyên dần chuyển từ đề nghị sang mệnh lệnh. Đinh Cảnh Nguyên nhíu mày, im lặng một lúc rồi liếc nhìn Giang Tâm Mi đang nghỉ ngơi. Cuối cùng anh đáp, đợi đến tháng 3, ký xong hợp đồng thì con sẽ quay về giám sát một thời gian. Đinh Khê Xuyên tuy không vui nhưng cuối cùng cũng gật đầu, được rồi. Đinh Khê Xuyên bay đến thành phố, còn Đinh Cảnh Nguyên về Tân Thành. Ở một lối ra của cao tốc, anh xuống xe của ba mình và chuyển sang chiếc Bentley Continental đang đợi phía sau. Người tài xế đưa cho Đinh Cảnh Nguyên hai cuốn tạp chí. Lật xem lướt qua, anh thấy hai bài báo về thế hệ thứ hai của hai tập đoàn lớn. Dù không nói thẳng nhưng qua bài báo, mối liên hệ giữa hai người và gia thế của họ hiện lên rất rõ. Chở tôi về công ty trước, sau đó anh đem hai cuốn tạp chí này đến bỏ vào hộp thư ở tầng 2, Đinh Cảnh Nguyên dặn dò. Nghe đến tầng 2, tài xế lập tức hiểu ra là nhà của Tô Mặc. Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa sếp mình và Tô Mặc. Đọc qua tạp chí, anh thực sự không hiểu sếp đang toan tính điều gì. Vất vả mới theo đuổi được người ta, giờ lại làm như thế này, chẳng phải cố tình khiến người ta đau lòng sao? Đinh Cảnh Nguyên biết cha mình muốn anh lập tức quay về trụ sở chính, chắc chắn là do Giang Tâm Mi tác động. Việc sắp xếp buổi xe mắt và cố ý để phóng viên chụp ảnh cũng là một phần trong kế hoạch của bà ta. Thay vì để Tô Mặc tự phát hiện, anh thà đưa tạp chí trực tiếp đến trước mặt Tô Mặc, để nếu có giận thì cũng giận ngay trong lòng mình. Đinh Cảnh Nguyên về đến Tân Thành lúc 9 giờ tối, liền gọi điện cho Tô Mặc. Anh về rồi đây. Ừ, tối nay anh về sớm. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự nôn nóng. Ừ, Tô Mặc cúi đầu nhìn điện thoại, im lặng một lúc lâu mới trả lời. Hai tiếng sau, Đinh Cảnh Nguyên họp xong và trở về văn phòng, lại gọi điện cho Tô Mặc. Cậu đang làm gì mà ồn ào vậy? Mình đang ở xưởng, lát nữa đi ăn trưa. Còn cậu? Mình vừa họp xong, nhớ cậu quá trời. Một tiếng sau, Tô Mặc vừa ăn trưa xong thì điện thoại lại reo, vẫn là Đinh Cảnh Nguyên. Cậu ăn trưa món gì đấy, bảo bối? Cậu bớt xén đi được không? Nhưng cậu chính là bảo bối của mình mà. Thôi, mình không muốn nghe nữa. Suốt buổi chiều, cứ rảnh rỗi là Đinh Cảnh Nguyên lại gọi cho Tô Mặc, toàn nói những chuyện vặt vãnh, hỏi anh đang làm gì, tối nay ăn gì. Đinh Cảnh Nguyên bây giờ chẳng khác gì một chàng trai đang yêu đương say đắm, lúc nào cũng muốn gọi điện cho Tô Mặc, muốn biết anh đang làm gì. Chỉ là Tô Mặc vẫn chưa quen với tình huống này, mỗi lần điện thoại reo, tim anh lại đập nhanh. Giọng Đinh Cảnh Nguyên trong điện thoại ngọt ngào, dịu dàng, cứ gọi anh là bảo bối, khiến Tô Mặc vừa ngại ngùng, vừa lúng túng, lần nào cũng phải kiếm chỗ vắng người để nghe. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ đây là kiểu một ngày không gặp như cách ba thu sao? Tan làm, Tô Mặc cố ý ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Thực ra trong tủ lạnh còn đủ đồ, nhưng lại thiếu nấm và thịt bò, món Đinh Cảnh Nguyên thích ăn. Tô Mặc nhận ra, khẩu vị của Đinh Cảnh Nguyên và Tô Chính giống nhau đến kỳ lạ. Sau khi mua đồ, trên đường về nhà, Tô Mặc tiện tay lấy mấy thứ trong hòm thư. Đặt đồ ăn vào bếp xong, anh đi thay quần áo rồi ra ngoài ngồi xuống sofa, cầm hai cuốn tạp chí vừa lấy từ hòm thư lên xem. Thường thì chỉ có tờ rơi quảng cáo được nhét vào, nhưng lần này lại là mấy cuốn tạp chí kinh tế trông khá sang trọng. Một trang bị ai đó gấp lại, Tô Mặc lật xem và thấy ngay bức ảnh của Đinh Cảnh Nguyên và Chung Di. Trong ảnh, cả hai đang cười nhìn nhau. Chung Di toát lên vẻ thanh lịch, quý phái, đúng là một tiểu thư danh giá. Dù biết Đinh Cảnh Nguyên không thích phụ nữ, nhưng những thông tin dưới bức ảnh liệt kê chi tiết về gia thế và học vấn của cả hai khiến Tô Mặc không khỏi chạnh lòng. Hóa ra, tập đoàn Trường Giang không chỉ kinh doanh ô tô mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác. Hóa ra Đinh Cảnh Nguyên không chỉ là tổng giám đốc của nhà máy số 2 mà còn là thành viên hội đồng quản trị của một công ty bất động sản. Tô Mặc đứng đó, cầm cuốn tạp chí, lòng ngổn ngang, không nhận ra rằng mình đã vô thức nghĩ đến chuyện xứng đôi giữa mình và Đinh Cảnh Nguyên. Tiếng chuông cửa vang lên làm tim Tô Mặc giật thót. Đinh Cảnh Nguyên đã về. Tiếng bước chân đến gần, rồi hắn xuất hiện phía sau, ôm chặt lấy Tô Mặc từ phía sau. Nhớ cậu quá trời. Giọng Đinh Cảnh Nguyên có chút thở gấp, chắc hắn vừa chạy lên.
Áo khoác hắn vẫn còn hơi lạnh từ ngoài, làm Tô Mặc rùng mình. Mình về rồi. Tô Mặc chưa kịp nói hết câu, Đinh Cảnh Nguyên đã cúi xuống, hôn anh mãnh liệt. Lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào, quấn lấy lưỡi anh. Tô Mặc bị ôm chặt, không cách nào thoát ra, chỉ có thể ngửa đầu tựa vào lòng hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tô Mặc bị bịt miệng chỉ phát ra được vài tiếng khe khẽ. Một tay anh cầm dao, tay kia từ từ đặt lên cổ tay rắn chắc của Đinh Cảnh Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy, không hề có ý để hắn ra. Đinh Cảnh Nguyên chỉ muốn bế thúc Tô Mặc lên giường ngay lập tức. Nhưng khi nghe tiếng Tô Mặc bảo buông ra, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cứ từ từ, khi Tô Mặc tự nguyện, mọi chuyện sẽ ngọt ngào hơn. Tô Mặc đeo tạp dề, loay hoay trong bếp. Còn Đinh Cảnh Nguyên tìm khắp nhà, cuối cùng cũng thấy hai cuốn tạp chí giấu kỹ trong ngăn kéo tủ đầu giường, được cất dưới mấy cuốn sách chuyên ngành của Tô Mặc. Chỉ là tạp chí kinh tế thôi, nhưng Tô Mặc giấu kỹ thế, rõ là có xem qua mà không muốn hắn biết. Thật là cố chấp nhưng cũng dễ thương ghê. Đinh Cảnh Nguyên mặc kệ mùi dầu mỡ, cứ lượn lờ quanh bếp, thỉnh thoảng lại ôm, lại sờ, nhìn Tô Mặc chằm chằm. Tô Mặc bị quấy rầy đến mức không chịu nổi nữa. Cậu làm gì vậy? Buông ra, tôi không nấu ăn được. Cậu thôi phá đi được không? Cuối cùng, Tô Mặc cầm cái xẻng đuổi Đinh Cảnh Nguyên ra khỏi bếp. Suốt bữa cơm, Tô Mặc không nhắc đến chuyện tạp chí, chỉ lặng lẽ nấu nướng, ăn xong thì dọn dẹp. Đinh Cảnh Nguyên ngờ ngợ rằng anh đang ghen, nhưng sao lại không nói gì? Nếu có tức, thì cứ mắng hắn đi, như vậy hắn mới có cơ hội dỗ dành Tô Mặc. Im lặng thế này làm Đinh Cảnh Nguyên đứng ngồi không yên. Khi Tô Mặc chuẩn bị đi tắm, Đinh Cảnh Nguyên cũng đòi vào theo, nhưng bị Tô Mặc quay lại đẩy ra ngoài. Cậu giận à? Đinh Cảnh Nguyên nắm lấy cổ tay anh, ghé sát hỏi. Không có, Tô Mặc cúi đầu, không nhìn hắn. Đừng có chối, hắn nói chắc nịch. Tô Mặc vùng vẫy, định rút tay ra, tôi đi tắm. Tôi cũng muốn tắm. Đợi tôi tắm xong rồi hắn vào. Tô Mặc lườm hắn, vẻ mặt đầy khó chịu, như thể đang kiềm chế lắm mới không đuổi hắn ra khỏi nhà. Cậu giận là vì cậu để tâm, đúng không? Cậu ghen, phải không? Đinh Cảnh Nguyên đắc ý cười, nhìn vào mắt Tô Mặc. Cậu biết tôi chỉ yêu mình cậu thôi mà, mấy thứ trên tạp chí toàn vớ vẩn cả. Không đợi Tô Mặc nói gì, hắn đã tự giải thích. Dù sao hắn cũng biết Tô Mặc đang ghen mà. Tô Mặc giật mình, sao Đinh Cảnh Nguyên biết mình đã xem tạp chí? Hai người trên đó trông đẹp đôi thật. Tô Mặc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu có phần chua chát. Đinh Cảnh Nguyên đang định mừng thầm thì lại nghe Tô Mặc lạnh lùng nói tiếp. Người gửi tạp chí này chắc cũng mất công lắm nhỉ? Nụ cười trên môi hắn chợt tắt ngấm. Đây gọi là tự mình hại mình sao? Đinh Cảnh Nguyên giữ chặt tay Tô Mặc, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán anh. Tô Mặc vẫn nhìn hắn với vẻ không vui, nhưng cũng không né tránh. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Đinh Cảnh Nguyên nghiêm túc nói, tạp chí đó là tôi nhờ người gửi đến, vì sợ sau này cậu xem rồi lại giận dỗi. Tôi không muốn cậu phải buồn bực một mình, muốn thấy cậu ghen một chút thôi. Tô Mặc nghe hắn giải thích, trong lòng có chút tủi thân, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Đinh Cảnh Nguyên. Cậu nghĩ tôi cố tình chọc tức cậu sao? Hắn nhẹ nhàng ôm Tô Mặc, mặc kệ anh có vùng vẫy. Tô Mặc không dùng sức để đẩy hắn ra, chỉ đứng im cho hắn ôm lấy. Làm sao tôi nỡ làm thế chứ? Đinh Cảnh Nguyên thì thầm bên tai anh. Tôi sai rồi, được chưa? Tô Mặc tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người mình yêu. Dù thời gian trôi qua, rất nhiều thứ thay đổi, nhưng tình cảm mà Đinh Cảnh Nguyên dành cho anh vẫn luôn chân thành. Tôi không phải giận chuyện đó. Một lúc sau, Tô Mặc khẽ nói. Vậy cậu giận chuyện gì? Tôi muốn đi tắm trước. Tắm riêng. Tô Mặc đáp giọng có phần thẹn thùng. Cậu ngoan đi, đừng phá nữa. Dù đang giận, Tô Mặc vẫn để Đinh Cảnh Nguyên ôm mình, còn dặn dò anh ấy không được nghịch ngợm, phải nghe lời. Điều đó khiến trái tim của Đinh Cảnh Nguyên mềm nhũn. Làm sao mà anh ấy có thể không nghe lời chứ? Vẫn là câu nói quen thuộc, cũng con ngoan sẽ được thưởng. Đinh Cảnh Nguyên không chỉ muốn gần gũi với Tô Mặc, mà còn muốn anh ấy tự nguyện. Nghĩ đến điều này, những suy nghĩ trong anh bắt đầu trỗi dậy. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên rất rách, còn Đinh Cảnh Nguyên ngồi trên giường sắp xếp lại đống đồ. Sau khi dọn dẹp xong, anh ta ngồi trên ghế sofa, mở cuốn tạp chí để đọc lại, cố gắng tìm ra lý do khiến Tô Mặc không vui. Nhưng dù có lật đi lật lại, anh ấy vẫn không chắc chắn điều gì đã gây ra sự khó chịu của Tô Mặc. Khi Tô Mặc bước ra từ phòng tắm, anh mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xanh, tóc còn ẩm, khuôn mặt hồng hào vì hơi nước. Anh dịu dàng nhắc, cậu vào tắm đi. Đinh Cảnh Nguyên vội vàng đặt tạp chí xuống, kéo Tô Mặc vào phòng ngủ, ôm chặt anh định hôn. Đi tắm đi đã, Tô Mặc đẩy nhẹ anh ra. Tắm xong rồi anh được làm gì không? Đinh Cảnh Nguyên cười hỏi, vẫn đùa giỡn. Tô Mặc không đáp, chỉ lẩm bẩm, bảo cậu tắm mà. Câu nói ấy làm Đinh Cảnh Nguyên phấn khích, nhưng anh vẫn kiềm chế,
hôn nhẹ lên môi Tô Mặc, rồi nhanh chóng đi tắm. Khi quay lại, anh thấy Tô Mặc nằm nghiêng trên giường, tóc vẫn ẩm, khuôn mặt phảng phất sự dịu dàng. Tim Tô Mặc bỗng đập nhanh hơn, những cảm xúc trước đó dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng khi nghĩ đến Đinh Cảnh Nguyên. Chưa kịp nghĩ gì thêm, Đinh Cảnh Nguyên đã quay lại phòng, trong ánh đèn mờ mờ, anh mỉm cười với Tô Mặc, lưu manh, Tô Mặc thì thầm, nhưng rồi lại ra lệnh, tắt đèn đi. Đinh Cảnh Nguyên ngoan ngoãn làm theo, để lại cả hai chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngoài đường hắt vào. Đinh Cảnh Nguyên chậm rãi tiến đến bên giường, kéo Tô Mặc về phía mình. Anh không ngần ngại ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Bóng tối phủ xuống căn phòng, nhưng cảm xúc mãnh liệt giữa họ lại ngày càng rõ ràng. Tôi muốn nhìn thấy em, bật đèn lên đi. Đinh Cảnh Nguyên thì thầm, đôi môi kề sát tai Tô Mặc. Không. Tô Mặc đáp lại, giọng cậu nhỏ nhưng dứt khoát. Em không muốn nhìn tôi sao? Đinh Cảnh Nguyên tiếp tục, ánh mắt anh dù không thể thấy rõ, nhưng vẫn mang đầy khao khát. Không. Đinh Cảnh Nguyên nhẹ nhàng cười khẽ, không cần đèn, anh vẫn cảm nhận được từng cử chỉ, từng nhịp thở của Tô Mặc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cơ thể cậu, cảm nhận sự mềm mại qua những lần chạm. Bàn tay của Tô Mặc cũng từ từ di chuyển, do dự nhưng không hề chống lại. Cậu chạm nhẹ vào lưng Đinh Cảnh Nguyên, vuốt ve từng đường cơ rắn chắc của anh, khiến không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng. Em có thấy thoải mái không? Đinh Cảnh Nguyên khẽ hỏi, giọng anh trở nên trầm ấm. Tô Mặc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai tay cậu vô thức nắm lấy tay Đinh Cảnh Nguyên, như tìm kiếm sự an ủi giữa những cảm xúc hỗn độn. Những cử chỉ chậm rãi nhưng đầy ấm áp từ Đinh Cảnh Nguyên khiến Tô Mặc cảm nhận được sự chăm sóc, sự kiên nhẫn mà anh dành cho mình. Trong bóng tối, cả hai hòa vào nhau, sự gần gũi khiến trái tim của họ đập cùng một nhịp. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều thể hiện sự kết nối giữa hai tâm hồn. Không cần phải nhìn thấy, họ vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người trong không gian của riêng họ. Bàn tay Đinh Cảnh Nguyên di chuyển chậm rãi, cảm nhận từng cử động nhỏ của Tô Mặc. Sờ tôi đi, anh thì thầm, giọng đầy sự trấn an. Mạnh lên. Tô Mặc không trả lời, nhưng bàn tay cậu đã bắt đầu chuyển động, vuốt ve anh đầy dịu dàng. Cảm giác thân quen giữa họ khiến cả hai cảm thấy thoải mái, tự nhiên như mọi lần họ ở bên nhau. Không gian vẫn tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có những âm thanh nhỏ phát ra từ những cái chạm nhẹ. Cả hai chìm vào nhau, không cần lời nói, chỉ có những cảm xúc mãnh liệt đang dần đẩy cao. Đinh Cảnh Nguyên với tay lấy một chiếc hộp nhỏ từ tủ đầu giường, đưa cho Tô Mặc, chọn đi, cái nào em muốn dùng. Tô Mặc ngập ngừng, đôi má nóng bừng trong bóng tối. Đinh Cảnh Nguyên cười khẽ, nắm lấy tay cậu, đưa vào trong hộp để chọn. Không cần ánh sáng, chỉ bằng xúc giác, cả hai cùng nhau mở chiếc hộp nhỏ và chuẩn bị cho điều tiếp theo. Bao cao su dạ quang hiện lên ánh sáng mờ trong bóng tối, tạo nên một khung cảnh lạ lùng mà đầy lôi cuốn. Đeo vào cho tôi đi, Đinh Cảnh Nguyên nói, giọng đầy sự mong chờ. Tô Mặc không nói gì, chỉ làm theo. Sự kết nối giữa họ không cần lời nói thêm, chỉ cần những cử chỉ tinh tế, họ đã hiểu rõ mong muốn của nhau. Không gian tiếp tục chìm trong bóng tối, nhưng dường như ánh sáng từ bao cao su khiến cả căn phòng như được thắp sáng bởi một nguồn sáng khác. Cả hai tiếp tục hòa quyện, mỗi nhịp thở, mỗi cử động đều trở nên hài hòa, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Tô Mặc cảm nhận được từng đợt sóng cảm xúc từ cơ thể mình khi Đinh Cảnh Nguyên chạm vào những điểm nhạy cảm. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, khiến căn phòng nhỏ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sướng không? Đinh Cảnh Nguyên hỏi nhỏ bên tai cậu, giọng anh nặng trĩu sự khát khao. Tô Mặc khẽ đáp, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc. Không gian tràn ngập những âm thanh nhỏ, sự hòa quyện của hai người tạo nên một màn đêm nóng bỏng và đầy cảm xúc. Mỗi lần Đinh Cảnh Nguyên di chuyển, cảm giác khoái lạc lại càng trào dâng, như những đợt sóng không ngừng xô bờ. Trong cơn mê man, Tô Mặc nhận ra rằng, không cần đèn sáng, không cần nhìn thấy rõ, chỉ bằng cảm giác và sự kết nối sâu sắc, họ đã thấu hiểu và thuộc về nhau hoàn toàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.